Rồi, chúc anh em cuối tuần vui vẻ, nhiều niềm vui. Trước màn hình em á, là cái đôi loa rất là xịn của JBL, có model là 4312XB. Clip này mời anh em trải nghiệm chất âm của cái đôi loa này với mức giá 21 năm. Mình đang ghép vào âm ly Luitman 507X. Con này có mức giá là 9 triệu 6. Bây giờ mời anh em thưởng thức acoustic. Ok.
gái.